Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người là một món, đó là món cháo hến. Nguyên liệu thì gồm có gạo nha mọi người. Nguyên liệu thứ hai chính là hến. Thứ ba là rau ngò, hành, gừng để mình trang trí với lại tạo mùi cho nó thơm. Nguyên liệu thứ tư là gồm rau đắng và giá. Còn này là chanh và ớt để mình ăn kèm ha mọi người. Mọi người cũng đã biết á, hến là một món rất là tốt cho sức khỏe. Hến chứa rất là nhiều vitamin B12 và chất sắt thì rất tốt cho những người nào bị bệnh thiếu máu. Ngoài ra thì hến nó cũng rất là ít cholesterol với lại ít chất béo, thì rất thích hợp cho những bạn nào mà đang ăn kiêng ha. Còn những ngoài ra thì họ hến còn chứa rất là nhiều axit béo omega 3, rất tốt cho những người tim mạch nè, tốt cho mắt nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu nhé mọi người. Hến sau khi mua về á, mình chỉ cần rửa sơ thôi nha mọi người, tại vì hến người ta đã luộc sẵn rồi, nó chắc nó không còn tốt hay gì nữa, cho nên mình chỉ cần rửa sơ là được rồi. Gạo sau khi vo xong, vo sạch rồi á mọi người, mình sẽ ngâm khoảng 10 phút đến 15 phút cho gạo nó sẽ mềm ra. Đợi mà khi mình cái nồi hến của mình á nó đã sôi rồi thì mình sẽ bắt đầu bỏ gạo vào nấu cháo nhé. Mình sẽ bắt đầu phi hành tỏi cho thơm để xào hến nha mọi người. Để hến có màu đẹp, để cháo hến có màu đẹp hơn thì mình sẽ bỏ thêm một ít màu đường nha mọi người. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ hến vào nồi nhé. Nhờ bỏ màu đường vào cho nên là lúc mà mình xào á thì mình sẽ tạo được cái màu rất là đẹp. Hồi chút nữa cháo nó ra nó cũng sẽ có cái màu khá là đẹp nha mọi người. Mọi người bỏ màu đều ít ít thôi, bỏ nhiều quá dầu mỡ quá nó cũng không có tốt. Mình sẽ bắt đầu cho nước vào nha. Nhớ đậy nắp vào cho nhanh sôi nha mọi người. Thì mình nấu bằng bếp điện đó, cho nên là nó sẽ nhanh sôi hơn là bếp ga. Nhưng mình phải đẩy nắp vào để cái hơi nó được bịt kín, nó không bị bay ra ngoài, nó sẽ càng nhanh sôi hơn, mình sẽ tiết kiệm được hơn. Hến sau khi đã sôi như thế này rồi thì mọi người nhớ bớt bọt ra nha. Vớt ra rồi á, mình sẽ bỏ gạo vào nhé. Cho hết gạo vào nha mọi người. Cái màu nước đẹp lắm mọi người. Ta sẽ để cái nồi cháo này khoảng 30 phút nha mọi người, để gạo nó là sẽ nở ra hết và nó sẽ mềm hơn và ngọt nước hơn á. Cháo sau 30 phút nó đã sôi như thế này thì mình sẽ bắt đầu nêm nếm nha mọi người. Một muỗng muối, 2 muỗng bột nêm nha mọi người, 2 muỗng đường, gạo đã bắt đầu nở ra rồi. Mình sẽ nêm thử nha. Như vậy là đã vừa ăn rồi đó mọi người, mình sẽ không cần nêm nếm thêm cái gì nữa hết. Cháo hến sau khi
đó hoàn thành như thế này thì mình sẽ bắt đầu múc ra tô và trang trí nha mọi người. Hến, cháo hến thì đúng nguyên chất luôn á, chỉ nấu đúng gạo với lại hến thôi, ngoài ra mình không có bỏ một cái gì thêm hết. Một ít hành vô, ngò vô cho nó đẹp đó, là có màu xanh xanh này nè. Sau đó mình sẽ bỏ vào một chút đậu phộng với hành phi nha. Trời ơi, tô hấp dẫn ghê chưa. Ta-da, đây chính là tô cháo hến vừa hoàn thành xong của mình. Các bạn có thể thấy nè, cái màu sắc của nó rất là đẹp nha. Nhờ mình bỏ màu đều á, cho nên là hả, nó sẽ ra được cái màu vàng như thế này rất là đẹp. À, có hành phi nè, có đậu phộng nè, rau đắng nè, giá nè, à, hành ngò nè. Đặc biệt nguyên liệu chính vẫn là gạo và hến nhé. À, đây là chanh và tỏi ớt. Ủa, chanh và ớt mình ăn kèm. Chúng mình ăn cháo thì chỉ còn ăn kèm với rau giá và rau đắng là được rồi nha mọi người. À, chúc mọi người thành công với món cháo hến mà dâu hướng dẫn nha. À, chúc mọi người ngon miệng. Cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của dâu. Nếu mọi người thấy hay thì nhớ like, share, subscribe và ủng hộ kênh YouTube cho dâu nhé. Bye bye mọi người.